xanh trung độ, sảng khoái yêu đời, không lo căng thẳng mệt mỏi. Dù có căng thẳng hay mệt mỏi, đừng nói không hay nói không đồ, hãy nói không đồ xua tan căng thẳng đó. Trà xanh trung độ, sảng khoái yêu đời, không lo căng thẳng mệt mỏi. Dù có căng thẳng hay mệt mỏi, đừng nói không hay nói không đồ, hãy nói không đồ xua tan căng thẳng đó. Hãy nói yêu trà xanh trung độ, sảng khoái yêu đời, không lo căng thẳng mệt mỏi. Buổi thi đấu thứ nhất của vòng chung kết hội thi sinh viên văn thể Mỹ đã diễn ra rất hấp dẫn ở cả ba nội dung futsal, thể dục cổ động và người đẹp sinh viên văn thể Mỹ. Trong nội dung futsal, Lá Thăm may rủi đưa những chủ kiến Đà Nẵng gặp Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh với lợi thế sân nhà. Ngay trong hiệp 1, futsal Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh ba lần chọc thủng lưới thủ môn Trịnh Kim Định với các pha lập công của Đỗ Quốc Anh, Nguyễn Minh Phú và Hồ Văn Quân. Những phút đầu hiệp 2, tinh thần của những chủ kiến Đà Nẵng lên theo cú sút quyết đoán của thủ quân Đoàn Văn Thiện, rút ngắn tỷ số xuống còn 3-1. Tuy nhiên, với sự xuất sắc của hàng công, futsal Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh buộc thủ môn Trần Kim Định phải vào lưới nhặt bóng hai lần nữa, nâng tỷ số của trận đấu lên 5-2. Trận đấu thứ hai, futsal Cao đẳng Bách Việt tiếp tục khẳng định bản lĩnh của nhà đương kim vô địch. Những cổ pháo futsal Đại học Vận động Hà Nội đã im tiếng trước sự tấn công dồn dập của các chân sút Cao đẳng Bách Việt. Ngay trong hiệp 1, cú đúp của Nguyễn Minh Tuấn và bàn thắng của Nguyễn Minh Tâm giúp nhà đương kim vô địch dẫn trước đối thủ 3-0. Mọi người nổ đều bị phong tỏa, các khẩu pháo không thể hiện được sự tấn công mạnh mẽ như các trận vòng loại. Cuối hiệp 2, họ còn phải nhận thêm một bàn thua nữa sau pha dứt điểm tinh tế của Nguyễn Công Toản. Năm thứ 3 liên tiếp, chức vô địch nội dung futsal được giữ lại khu vực miền Nam khi trận chung kết chỉ là cuộc cạnh tranh nội bộ giữa futsal Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và Cao đẳng Bắc Việt. Trong nội dung thể dục cổ động, khán giả được chứng kiến 4 bài diễn sôi nổi đến từ các đội cheerleading Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Ngoại thương Hà Nội, Đại học Kiến trúc Đà Nẵng và Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Bước sang mùa giải thứ 3, các cheerleader thể hiện sự tiến bộ vượt bậc về bố cục bài và độ khó của tháp. Với điểm số 77 và 76, cheerleading Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cùng những chú kiến lửa Đại học Kiến trúc Đà Nẵng là hai đội xứng đáng có vé tham dự trận chung kết toàn quốc. Ở nội dung người đẹp sinh viên văn thể Mỹ, 6 người đẹp đều thể hiện tự tin các đề tài, sinh viên tự lập, đất Việt Nam xưa và nay, văn hóa ăn mặc của giới trẻ, hát xoan, tinh hoa văn hóa của dân tộc. Ngày mai, các thí sinh sẽ trải qua phần thi tài năng để xác định chủ nhân của 3 danh hiệu Miss Ulysses, Miss Thể thao và Miss Ứng xử. Nhà vô địch của 3 nội dung futsal, thể dục cổ động và người đẹp sinh viên văn thể Mỹ sẽ được xác định trong buổi thi đấu chung kết toàn quốc vào 14 giờ ngày mai. Hãy đón xem nhé các bạn! Trà xanh trung độ, sảng khoái yêu đời, không lo căng thẳng mệt mỏi. Dù có căng thẳng hay mệt mỏi, đừng nói không hay nói không đồ, hãy nói không đồ xua tan căng thẳng đó. Trà xanh trung độ, sảng khoái yêu đời, không lo căng thẳng mệt mỏi. Dù có căng thẳng hay mệt mỏi, đừng nói không hay nói không đồ, hãy nói không đồ xua tan căng thẳng đó. Trà xanh trung độ, sảng khoái yêu đời, không lo căng thẳng mệt mỏi.